Minh chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Châu miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn gần xa trong miền đất nước á, thì cái cách để vệ sinh tường để dán gạch, ốp gạch lại. Thì ở đây những có lúc trước có những bạn thì nói sao cái tường sân bê như vậy, mình không dùng búa quạt đục, máy đục á, để đục có lỗ để có dấu để dán gạch. Thì hôm nay mình cũng phải mình quay cái clip này lại để giải thích cho cô chú anh chị và các bạn biết luôn nha. Thì ở đây là cái tường này, chủ nhà người ta lúc trước á là người ta có dán một lớp gạch dưới này, đây lớp gạch đây mình đã đục ra đó. Thì đây là dán theo kiểu phổ thông á, thì cái chỗ dính chỗ không, truyền thống hồi xưa cô chú anh chị và bạn, thì bây giờ nó sẽ hiện đại hơn rồi. Thì cái clip đó thì mình có dán gạch, những cái clip mình đã quay dán gạch ốp gạch cho cô chú anh chị các bạn xem lúc trước á, đã có ấy rồi. Thì đây cũng vệ sinh nè, thì mình sẽ dùng một cái máy mài như vậy. Đây mình đã cho cô chú anh chị các bạn đây một cái máy mài như vậy, thì mình sẽ mài một cái lớp bột này ra đó, như mình quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem nè, đó mài ra hết. Thì mài một cái lớp này ra thì do cái tường này dưới này nó bị hót vô nhiều nè, đó đây cái lớp gạch này là người ta dán lúc trước, còn này tô đã liền. Thì hôm nay mình sẽ mài cái này ra để vệ sinh cho sạch, rồi sẽ tô cái dưới phần dưới chân lại để cho nó bằng nha. Thì mình mới ốp gạch được nha. Thì mình cũng giải thích luôn là tại sao mình không bầm mà để đi mài. Thì ở chỗ mình á thì nó chưa có cái loại keo mà cao cấp để mà dán gạch, ốp gạch trên tường, không cần mà mài vệ sinh ra sạch, nên mình phải bắt buộc mình ở đây là ở miền Tây, thì mình ở nông thôn thì mới dùng mài ra để cho nó sạch. Rồi sau đó mình sẽ cắt đường, nó dùng máy cắt lử á, máy cắt gạch mình sẽ cắt đường trên đó để cho bấm dính vào trong tường, rồi mình mới ốp gạch vô nha. Như trong này mình cũng anh thợ đã mài xong hết trơn rồi nè. Đó. Thì mài hết toàn bộ đây. Đó. Thì mình mài này xong thì mình sẽ cắt rãnh xong rồi mình dùng máy máy nén á, cái máy mà để rửa xe cô chú. Thì mình sẽ bắn lên cho nó sạch trên tường rồi mình sau đó mình mới ốp gạch vô nha. Mài quá trời bụi luôn nè. Thì không có bầm tường ra được. Thì cái tường này thì mình tô là một, ví dụ như người ta tô một phân hồ cũ, thì khi mình băm mình đục ra thì nó sẽ bắt buộc cái lớp hồ mình tô trong á nó bị dập, nó bị dập ra. Mình dán gạch thì cái lớp keo ở ngoài thì nó bám dính rồi đó. Đó, nhưng mà nó sẽ dập cái gạch ra. Thì nó dập cái gạch ra thì khi mình phang mình bắt những cái vật dụng gì mình muốn treo trên tường á thì nó sẽ dập sức cái bụng miếng gạch đó ra, thì cái lớp hồ trong mình bầm ra thì nó sẽ đi theo ra luôn nha. Đây những lớp hồ nè, thì mình đục là sức ra hết nè. Thì ở đây là mình đang sửa chữa cái nhà cũ này lại nha, dài trong tới đâu ngoài luôn. Mình làm ở đây là rất kỹ lưỡng nha của chú anh chị các bạn. Này, sau khi mình sẽ tô lại từ ở dưới đất lên tới trên, lấy mặt bằng lại là cũng như ở trước này, đây mình đã có tô rồi nè. Ở đây đã tô là hết trơn rồi nha. Thì trong này vệ sinh này nữa cũng phải tô giống như ở ngoài này, rồi mình mới ốp gạch vô nha cô chú anh chị các bạn. Đây nữa còn vệ sinh nha, khu vực này nữa là xong rồi nè. Vậy là sau nữa mình có ốp gạch rồi cắt cái đường này xong thì mình sẽ vệ sinh xong, mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị bạn xem tiếp nha. Thì cái sàn này mình cũng mới rồi đổ lại luôn đó, là tô là chỉnh sửa là hết toàn bộ căn nhà này nha.
đây thì mài cái dắp đó rồi có cái máy quạt này nè các anh chị bạn. Máy quạt để mình quay lại trước phát. Thì cái thì cái bức tường này á mình tô mình có dùng cộng kẽm á cô chú anh chị bạn, thì mình gạch một mấy cái đường như vậy nè đó, để đường như vậy để cho mình khi mình dán gạch vô cho nó bám chánh bám dính thêm nha đó. Đây dài dài đây luôn đó. Toàn bộ luôn là mình tô lại để liền hết luôn nha chú. Thì những bạn thì thắc mắc với mình hơn thì có hỏi một cái số mà cái bạn trải hồ á, thì những cái bức tường mà mình tô nó thẳng như vậy thì mình sẽ dùng cái bạn trải hồ của mình chế á, thì dán là rất là mau và điều hồ luôn, nó khoảng tầm chừng 2 ly hồ ngang cô chú anh chị các bạn, là mình dán hồ mình pha với cát. Rồi thì cái clip mình chia sẻ này ngắn nha cô chú anh chị và bạn, rồi mình cũng hẹn lại cô chú anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nha. Rồi, ok bye bye.